Trước mắt xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Và trong tuần này thì mình cũng đã nhận được một câu hỏi tương đối là thú vị liên quan tới phần hình học phẳng của chương trình lớp 10. Cụ thể là một bài toán viết phương trình đường thẳng. Các bạn biết đấy, từ lúc mà môn toán chuyển qua hình thức thi trắc nghiệm thì cái phần hình học phẳng này tương đối là được giảm tải trong các đề thi. Do vậy mà cũng khá nhiều các anh chị lớp 12 là thường bỏ sót cái phần này. Vì vậy mà trong các đề thi thử lẫn đề thi chính thức thì chỉ cần người ta hỏi những ý nhỏ của chương trình hình học phẳng của lớp 10 này thì cũng gây khó khăn rất nhiều cho các bạn. Do vậy mà đối với các bạn lớp 10 đang học chương trình hình học phẳng này thì hãy cố gắng là nắm thật chắc cái phần học phần lý thuyết này nhé. Bởi vì trong chương trình luyện thi đại học thì nó cũng sẽ có một hai bài toán liên quan tới học phần này. Và bài toán có nội dung như sau. Trong mặt phẳng OI cho tam giác ABC có điểm A tọa độ 20, điểm B tọa độ 5-1. Đường phân giác AD của tam giác ABC nằm trên đường thẳng có phương trình là 2x cộng y trừ 4 bằng 0. Viết phương trình đường thẳng AC. Đây là một bài toán mà thời mà mình đi học thì mình xếp vào dạng bài toán liên quan tới đường phân giác. Các bạn biết đấy, ở trong chương trình lớp 9 thì các bạn đã được học những tính chất liên quan tới đường phân giác trong tam giác. Một trong những tính chất mà rất là nổi bật liên quan tới đường phân giác đó là tính chất tỷ lệ. Có nghĩa là nếu tam giác ABC mà có AD là đường phân giác thì mình sẽ có tỷ lệ là AB trên cho AC thì bằng là BD trên DC. Do vậy thì dựa vào tỷ lệ này thì các bạn sẽ có thể hoàn thành được những cái bài toán mà liên quan tới việc là xác định tọa độ của chân đường phân giác hay là viết phương trình đường phân giác vân vân. Các bạn biết đấy thì ngoài tính chất tỷ lệ này thì nó còn có một tính chất nữa mà rất ít bạn biết đến. Đó là tính chất nào? Thì ngay sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái tính chất này nhé. Và đối với bài toán trên thì mình cần phải sử dụng tính chất này thì mới có thể làm được bài toán nhé các bạn. Cho tam giác ABC và AD là đường phân giác trong của tam giác ABC. Thì nếu như mình gọi B' là một điểm đối xứng với B qua đường phân giác AD thì ta sẽ có ngay B' sẽ thuộc AC. Ok, các bạn sẽ nhớ tính chất này nhé. Và dựa vào tính chất này thì mình hoàn toàn giải quyết bài toán này rất là dễ dàng. Ở đây mình sẽ gọi D' là một đường thẳng đi qua B và vuông góc với đường phân giác AD. Đồng thời là nó sẽ cắt đường phân giác AD tại H và cắt AC tại B'. Như vậy thì lúc này ta sẽ có ngay B' là điểm đối xứng với B qua đường phân giác AD. Như vậy thì để giải quyết bài toán này chúng ta chỉ cần đi tìm tọa độ B' là xong. Bởi vì khi mà tìm được tọa độ B' thì mình sẽ có được vector AB' sẽ là vector chỉ phương của AC. Và chúng ta sẽ viết được phương trình đường thẳng AC một cách dễ dàng. Như vậy để làm bài toán này thì các bạn cần phải biết được bài toán tìm tọa độ điểm đối xứng qua đường thẳng. Và mình cũng sẽ nhắc lại cho các bạn chút xíu về cái dạng bài toán này nhé. Đầu tiên đó là các bạn cần phải đi tìm cái điểm H, đó chính là trung điểm của BB'. Thì việc tìm trung điểm H này rất là dễ dàng thôi. Đầu tiên là các bạn sẽ viết phương trình D'. Điều đầu tiên mà các bạn biết được rằng đó là D' nó vuông góc với D. Do vậy thì D' nó sẽ có phương trình là x-2y cộng cho C bằng 0. Nói đến đây thì các bạn nào có không hiểu không nhỉ? Đây là một trong những cái tính chất cơ bản. Chắc chắn là khi mà các bạn học phương trình đường thẳng ở trên lớp thì thầy cô sẽ nói cho các bạn điều này rồi. Đó là nếu mà D' mà song song hoặc vuông góc với D mà D cho trước thì mình hoàn toàn có thể định dạng được phương trình của D' nhé. Ở đây phương trình đường thẳng D' của mình lúc này chỉ phụ thuộc vào tham số C nữa mà thôi. Thì để đi tìm C thì rất là dễ dàng. Các bạn để ý thấy là điểm B sẽ thuộc D'. Do vậy các bạn chỉ việc thế tọa độ điểm B vào phương trình đường thẳng D'. Lúc này ta sẽ có được là 5 cộng cho 2 cộng cho C sẽ bằng là 0. Như vậy từ đây tương đương là C sẽ bằng trừ 7. Như vậy từ đây ta sẽ có được phương trình D' sẽ có dạng là x-2y trừ 7 bằng 0. Như vậy lúc này tọa độ điểm H sẽ là nghiệm của hệ phương trình là x-2y trừ 7 bằng 0 và 2x cộng y trừ 4 bằng 0. Các bạn lấy máy tính ra bấm nhé. Thì ta sẽ có được là x bằng 3 và y bằng trừ 2. Hay điểm H sẽ có tọa độ là 3 trừ 2. Và do H là trung điểm của BB' nên từ đây ta sẽ có được là tọa độ của điểm B' sẽ bằng là 2 lần tọa độ điểm H trừ cho điểm B. Như vậy ta sẽ có được là điểm B' sẽ bằng là 2 nhân 3 mà trừ cho 5 thì sẽ bằng là 1. Và 2 nhân cho trừ 2 trừ cho trừ 1 thì sẽ bằng là trừ 3. Như vậy điểm B' của mình sẽ có tọa độ là
1 trừ 3. Như vậy lúc này chúng ta đi tính vectơ AB phẩy. Vectơ AB phẩy sẽ có tọa độ là trừ 1 trừ 3. Và vectơ AB phẩy này rõ ràng là vectơ chỉ phương của đường thẳng AC. Do vậy mà bằng phương pháp lật vectơ thì chúng ta sẽ chọn ngay cái vectơ AC của mình có tọa độ là 3 trừ 1 sẽ là vectơ pháp tuyến của đường thẳng AC. Và từ đây ta sẽ suy ra được là đường thẳng AC sẽ có dạng là 3 nhân cho x trừ 2 trừ cho y thì bằng là 0. Từ đây thì ta sẽ có được là 3x trừ y trừ 6 bằng 0. Ok, như vậy là mình đã giải quyết xong bài toán này rồi nhé. Mình đã trả lời cho bạn hỏi câu hỏi này hơi trễ một tí. Bởi vì một phần là mình do bận rộn là một. Thứ hai nữa là mình chủ yếu là ưu tiên đối với các câu hỏi của chương trình lớp 12 và luyện thi đại học. Tuy nhiên thì hôm nay thì mình cũng đã trả lời được cho bạn rồi. Rất mong là bạn sẽ thỏa mãn với câu hỏi này. Và mình vẫn tiếp tục nhận các câu hỏi của các bạn gửi về qua hộp mail umattv@gmail.com nhé. Nếu như bạn vẫn còn đang theo dõi video này thì đừng tiếc cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình thì hãy bấm nút đăng ký và bấm chiếc chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để có thể đón theo dõi những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMATTV nhé. Mến chào và chúc các bạn một ngày học tập thật vui và thành công.